Oppo Pad 3 bị rò rỉ thông tin ra mắt cùng cấu hình, không như nhiều người nghĩ. Oppo đã cho ra mắt máy tính bảng cao cấp Oppo Pad 2 vào tháng 3 năm 2023. Mới đây, việc phát hành thế hệ kế nhiệm là Oppo Pad 3 hay trang bị dự kiến đang gây nhiều chú ý. Theo Digital Chat Station, mẫu tablet tiếp theo của Oppo đã được thử nghiệm với cả vi xử lý Dimensity 9300 và Snapdragon 8 Gen 3. Tuy nhiên, sản phẩm có khả năng cao sẽ đi kèm với chip cao cấp của Qualcomm. Về các thông số kỹ thuật khác của Oppo Pad 3, hiện vẫn chưa có nhiều thông tin và có lẽ chúng ta sẽ phải đợi đến khi có thêm nhiều rò rỉ hơn. Đáng chú ý, trước đây Digital Chat Station đã chỉ ra rằng việc phát hành dự kiến của Oppo Pad 3 sẽ diễn ra vào quý 2 năm 2024. Nhưng theo những thông tin mới nhất, việc ra mắt mẫu máy tính bảng có thể bị trì hoãn.